Rồi em chào anh em nha. Video này em lên với anh em lâu lắm mà không lên với anh em IC 110 nè. Bữa nay em tuyển ra được 7 cục hàng whip nè. 6 7 cục nè. Có một cục này thì nó nói chung nó cũng đẹp luôn. Nó cũng đẹp luôn, dắt đồ trắng phao chứ nè, anh em thấy không? Nhưng mà cái đít của nó hơi mất chữ nè. Thì cục này giao anh em 550 nha. Ít chạy chùa luôn nè, thấy không? Ở đây có bị sớt miếng nè. Cái này là anh em biết cái gì không? Nó cọ vô cái sườn, nói chung là IC 110 này người ta dính đất chưa vệ sinh nữa nè. IC 110 này người ta gắn, nói chung là xe bắt vô em nói với anh em gắn đủ kiểu chưa, có bột di thun luôn nữa đó. Thì IC 110 em nói với anh em, cái IC 110 nè, nếu như mà đồng về một mà cái dắt nó đẹp á, mà nó cứng cái chân á, mà sống á, không có chết IC á, cứng dắt giữa nè đó, là thí dụ như nó mắc ghẻ là mắc ghẻ cái hình thức bên ngoài đẹp hay xấu thôi nghe này. Còn mà cục nào sống thì nó cũng sống như nhau à đó. Thì cục này em giao anh em 550.000 nè, nói nó trước luôn nghe anh em. Thôi bây giờ nói với em bài gần mới bugi kim thái lên cho anh em luôn nha. Bây giờ bữa nay em lên với anh em Quido này, em lên với anh em 4 bộ lửa phu một nha. Quido này em cho nó lên lầu dầu lúc Quido này chắc em cho lên lúc 9 giờ sáng quá anh em. Quido này em cho lên 9 giờ sáng đi. Được, coi anh em nào chốt được cái gì chốt. Đó. Tại cái sáng này em cho nó lên nhông xanh dĩa cho mấy cái đồ 6 giờ sáng lên nhông xanh dĩa đi. 9 giờ sáng lên lửa đi. Đó. Rồi cỡ chưa chút đi rồi em quay ba cái cặp đèn vỏ gột với anh em ha. Rồi bữa nay em còn 4 bộ lửa phụ một, anh em mình bào luôn nha. Vô bộ số 1 trước nè. Máy lửa này nói chung là lửa khá, giá tầm trung thôi. Có cái bộ số 4 cuối cùng nè. Anh em có cái mặt dĩa đề nó đẹp hết biết luôn, mà lửa nó bị đốm anh em ơi, tại nó bị nước á. Dĩa đề zin hết nha anh em. Đó. Anh em thấy dấu gợn mà em bao anh em là gờ tay không gợn không cộm luôn nha. Nói chung là đề là không có bị sôi ủ bị đề nha. Đó, thấy gợn thấy không? Nhưng mà gờ tay là không gợn nha anh em. Nếu mà anh em gờ tay mà gợn là nó tới dữ lắm rồi nha, là anh em đề nó sôi ủ bị đề nha. Nó sôi nghe cái tiếng khó chịu quá. Quan trọng là mình gờ tay mình gợn hay không thôi. Đó, có thấy gợn anh em thấy không? Có làm sao nói vậy nha anh em. Dĩa đề zin theo xe, đúng dĩa 110 luôn nè. Riêng cái dĩa này giờ anh em đặt hàng đúng hàng chính hãng Honda Thái 1.2 triệu một cái, có thể bây giờ có thể lên luôn rồi đó. Em quên nói nữa anh em đó nha, mấy bộ lửa này á, là do ốc ác á, của nó em ngâm dầu hết trơn rồi. Là một bộ như vậy á, là nó đầy đủ là sên đề nè, hai con thằng lằn nè, một cái chặn dĩa đề nè, nó kẹp kích nè, ốc tất cả là ốc đặt full đầy đủ cho anh em nha. Không có thiếu gì nha anh em. Bộ nào như bộ nấy, bị đề đẹp luôn nè anh em coi nè. Chưa sọc chưa gì luôn nha anh em. Đó, bị đề đẹp luôn nè. Nè, thấy không? Bộ này thì hoa lăng còn vàng còn đẹp. Để em nhóm đây chút xíu quay cho anh em coi. Bộ này hoa lăng còn vàng còn đẹp luôn nè. Bộ này đời 201 nha anh em. Hoa lăng còn vàng còn đẹp luôn á. Cửa không cọ luôn nè. Thì cửa dài nè, thích hợp những anh em mà đi alpha dùng máy 100, mà anh em muốn chạy tua máy cao mà nó nhẹ máy, đi đường xa rồi cho nó ngon á, cho cảm giác nó phiêu linh á, thì anh em vô bộ hoa lăng mâm lửa này thì anh em đi đường dài nó ngọt. Nhưng mà nó cũng có điểm hạn chế nha anh em, nào nó cũng phải có điểm hạn chế chân á. Nước đề ba nó không bằng lửa 100 nha anh em, nào em cũng nói thiệt luôn. Mitsuba nè, ngày 27 tháng 1 năm 2001 nè, thấy không? Cái hoa lăng đời 2001 hiếm khi nào có cái nào mà nó được cái màu vàng đồng rồi lắm nha anh em. Ít lắm, đa số cái màu nó hơi trắng. Đó. Bộ này nói chung là hoa lăng đẹp anh em ơi. Đó. Nó bị hơi đốm đốm chút xíu, nhưng mà mình xài vô tư nha anh em, không có bể từ bể 500 gì hết nha. Đó. Thì bộ số 1 này á, là em báo giá cho anh em luôn.
bộ số, trời ơi trời, bộ số 1 này em giao cho anh em giá là 1,2 triệu. Lửa này nói chung là nó không có cọp nha, lửa tầm trung thôi, tất cả đều là lửa full 1 theo xe hết nha anh em. Anh em coi nè, mã cuộn lửa là hình ngôi sao nè, anh em thấy không, hình ngôi sao ba cánh nè đó, alpha là MMVC nhưng mà full 1 đời cao 2.3, 2.4 nó vẫn là MMVC nha anh em. Đó, còn máy này là full 1 đời 2001, 2002 đồ trở lại á, thì nó còn cái mã cuộn lửa là hình ngôi sao ba cánh đó, dây dắt chỉnh tề không đứt nối, anh em về lắp lên là lụm thôi. Bộ số 1 cho anh em coi cái mã kích luôn nha, 2504 nha, rồi anh em nhớ mã kích nha, 2504 nha anh em, kích zin nè, rồi dây dắt nè, chỉnh tề không đứt nối gì hết á, lắm lên là lụm thôi. Bộ số 1 giá 1,2 triệu nha anh em. Nói chung những bộ lửa tầm trung như thế này, mình anh em mà những điều kiện mà kinh tế ít á thì giàu thì ok, còn anh em mà chơi đỉnh cao có tiền, chơi những bộ lửa đỉnh cao mà em cũng lúc trước cũng em cũng có từng bán những bộ lửa lên đến 2,5 triệu, anh em cũng thấy rồi đó đó, 2,5 triệu là em bán thường xuyên luôn, những bộ lửa đẹp lửa cọp có gì đâu đó. Thì nói chung là những bộ lửa mà qua lăng nó cũng còn được đẹp nè, nó phu 1 thì phu 1, cái chỉ số ôm của cái thằng cái chỉ số gọi lọt viên bi ra luôn nè, lọt viên bi ra luôn nè anh em, bỏ nó vô luôn nha anh em để nó mất. Cái chỉ số ôm của cái thằng cuộn lửa phu 1 thì nó còn cao hơn 110, cao hơn 110 luôn nha anh em đó. Bộ số 2 em báo giá với anh em luôn, đồng giá với bộ số 1 là 1,3 triệu đó. Ý xin lỗi anh em, đồng giá với bộ số 1 là 1,2 triệu. Bộ số 2 này nó cũng vậy luôn nè, thì mình nhìn vô là mình thấy nó có gợn gợn nè, thấy không, nhưng mà gờ tay vô là nó không có gợn. Nếu bộ nào mà gờ tay vô mà nó gợn mà nó cộm luôn á nha, là em không có lấy, tại vì những bộ đó bán cho anh em là nó sôi ủ bị đề ghê lắm, đề là nó nọ đề, nó không có trả thì không trả thiệt, thì nhưng mà nó bị sôi ủ bị đề á anh em, sôi khó chịu lắm. Mấy bộ này là không có đóng, mà không có đóng lông đền thao gì nghe anh em, mấy bộ này là zin nguyên zin không mà, chứ không có đóng lông đền thao gì hết trơn á đó. Thì nói chung là bao anh em xài đó, giá nó cũng dễ chịu. Chứ bây giờ thời điểm hiện tại giờ mà anh em kiếm mấy bộ lửa 110 mà kha khá giá 1,6-1,5 triệu không có rẻ đâu. Thì em nói với anh em á, người ta gã 110 nó mắc thì người ta cân đối giá thì nó phải mắc thôi nè. Bi đẹp luôn nè, thấy không, nó bi đẹp luôn đó anh em, nó ok nha. Bộ số 2 này cũng vậy luôn nha anh em, đồng giá 1,2 triệu luôn nha. Qua lăng cũng khá là đẹp luôn nè, phu 1 110, bộ này đắt mấy em chưa coi luôn, cửa không cọ luôn nè, nó khoan hai lỗ lấy ly tâm. Bộ này 99 luôn nè, phu 1 99 luôn nha anh em. Rồi bộ này anh em tiếp em nha, bộ này em bán giá 1,3 triệu nha anh em, phu 1 99 nha. Em bán giá 1,3 triệu nha anh em. Qua lăng đẹp luôn nè. Đó. Phu 1 99 này em bán giá 1,3 triệu đi anh em ơi, anh em tiếp em. Tại vì em lấy cái lô này nó bị rớt hai bộ này vậy. Đó. Trong này đẹp luôn nè anh em, thấy không, bộ hoa lăng lửa của thằng phu 199 này em bán giá 1,3 triệu nha anh em. Đó, anh em nào mến thì hú em, không bể từ 7500 không cỏ không gì nha anh em nha. Đó, nói chung nó cũng đẹp hơn bộ số 1 nữa. Đó, giá 1,3 triệu anh em nào mến hú em nha. Cuộn lửa nè, cuộn lửa nó cũng đẹp hơn luôn nha anh em nè, mấy toan là thấy không, nãy em quên để nhiều khi báo tới báo lui với anh em nói thêm kiểu
thấy đẹp lên giá nọ, nhưng mà không phải, nhiều khi anh em cũng hiểu cho em, tại em lấy đồ nó cũng có giá mắc giá rẻ nữa, nó bị gớt đồ thì le học me chân cân giá nó cũng khó đó. Ngôi sao ba cánh đó, cuộn này đẹp nha anh em, cuộn này dây mèo mèo à, mã kích là 252611 anh em nhớ nha, 2611 bộ số 2 nha. Đó, bao dây dắt chỉnh tề không đứt nối nha anh em, gắm lên là lụm thôi. Bộ này dây còn mềm luôn nè, bộ số 2 nè, đúng phu 1 theo xe nha anh em. Rồi bộ số 2 giá 1,3 triệu. Bộ lửa số 3 cũng là bộ lửa phu 1 luôn mà em cũng chưa coi là đời mấy nữa nè, dĩa đề anh em thấy không, quay nó cũng thấy gần gần luôn này, nhưng mà gờ tay là không gần anh em, bằng trang à, kiểu như nó có dấu, nó có dấu của cái nó cọ mấy cái viên bi anh em. Thì cái dĩa đề khi mình đề là tất nhiên nó phải ăn viên bi vô đây rồi đó, lâu ngày vài tháng thì nó có dấu. Nhưng mà em cảm thấy em về em gờ em kiểm tra kỹ càng, nó không có gợn tay thì em mới bán, còn mấy bộ gợn em trả người ta hết trơn rồi đó. Đúng dĩa trăm đề trăm mười nha anh em, trăm mười thái nha. Bộ số 3 này anh em coi cái mặt đời nó đẹp khủng khiếp luôn, mà qua lăng nó anh em coi nó đẹp hết có biết luôn, chưa có ăn vô cái mặt này một miếng luôn anh em. Cái mặt ủ bị đời nó đẹp hết biết luôn, nhưng mà cái qua lăng của nó hơi gớt nhẹ. Cái bộ số 3 này giá 1,1 triệu nha anh em, đây lọt viên bi ra nè. Đó. Ủa số 3 anh em biết nó rớt qua lăng làm sao không? Nó rớt cái phần qua lăng nó rớt đầy miếng. Thấy không? Qua lăng ở đây nó bị mất cái màu vàng chút nè. Cửa thẳng băng luôn anh em coi nè. Chứ lại cái phần này nó có đốm sét nè anh em thấy không? Đó, bộ số 3 này hình như qua lăng 99 nữa nè, GF4413 qua lăng màu này chắc 99 rồi, không biết phải không nữa. Không phải rồi anh em ơi, thấy Mitsuba đằng trước rồi nè. 202 nha anh em. Trời. Nè, Mitsuba ngày 20 tháng 6 năm 2002. Bộ này nói chung giao anh em giá 1,1 triệu nha anh em. Mấy cái giá lửa phu 1 110 mà giá này thì cũng thích hợp cho anh em mình lên alpha đâu, giá hợp lý. Miễn sao mà nó êm ái. Đó anh em coi nè. Không có cọ kích, cọ cửa, không có bể từ bể 500 như trơn, về lắp là xài thôi. Đó, thì em quay chi tiết cho anh em rồi đó, bộ này giao anh em 1,1 triệu đó. Đó, cái mặt này nó đẹp nó khủng khiếp luôn, mà qua lăng nó bị gớt cho đó, nếu mà nó không gớt cho đó giá này bộ lửa này phải 1,3 triệu, 1,4 triệu mới vừa, bộ lửa nó đẹp vừa gì. Cuộn lửa nè, B9 nè anh em, thì nè em cũng cho anh em coi, em minh họa cho anh em coi nè, để anh em nhiều khi anh em không hiểu, gọi luôn tắt luôn, em bấm lên giùm anh cái. Nè anh em thấy không, một cuộn B9 nè, một cuộn A6 nè, cuộn A6 này là cuộn đời cao nè. Đó đó, mà anh em coi là hai cuộn này đều là hình bo ngôi sao ba cánh hết nha, chứ không phải là cuộn alpha, cuộn cho 110 hay là phu 1, không phải đó, thấy không, cuộn này là cuộn A6 nè. Nó A6 hay là B9 đều là phu 1 hết, nó đều là quay alpha, nó cũng có cái mã A6 cũng có mã B9 này luôn nha anh em. Đó, anh em đừng có xem nặng cái mã này quá nha, đẹp nha. Đó, sẵn cho anh em coi mã kích luôn nè. Mã kích bộ này là 1510 nha, anh em nhớ nha, bộ số 3 nha. Giao anh em giá 1,1 triệu đó, giá rất là hợp lý để anh em mình chơi lửa 110 thái đó. Đó, dây dắt tất cả đều là chỉnh tề không đứt nối, em bao anh em sử dụng. Đây đó, ở đây em ủ vô miếng nhớt miếng dầu á, anh em cho nó ra ba cái ten á, ủ ngày nó ra một chút, ngày nó ra một chút đó. Còn bộ số 4 này em báo giá với anh em luôn, bộ số 4 này em giao anh em giá 850.000, 850.000. Đó.
hình thức gì đó. Bộ này gờ nó hơi nhám nhẹ tay nè. Đó. Có sao nói vậy nha anh em. Phốt này thay rồi, không phải phốt zin theo xe nha. Chưa đóng cái Long Đình Thao. Bộ này cũng vậy nè anh em, coi cái mặt ổn bị đầy nó đẹp gì nè. Nó đẹp mực màu còn hết trơn, nó đẹp khiếp không. Mà nó gớt cái hoa lăng xấu quắc à. Em cũng chịu rồi anh em ơi. Hết nước để nói ha. Bi đề còn khá luôn nha anh em. Chưa có sọc, chưa có gỗ gì nha. Đó. Thì mấy cái hoa lăng kiểu này nè là bị trúng nước anh em. Nè nó xét trên ổ bi đề luôn nè, thấy không? Đó, nhưng mà nó xài bình thường. Trời ơi, cái hoa lăng alpha không anh em thấy nó xét ngẹt luôn á. Vậy mà trên xe nó cháy nổ bình thường nè. Trên hoa lăng anh em thấy không? Nó không có được vàng ống ánh mà đốm đốm đâu, thấy không? Nè cửa nè. Đó. Đây là em quay gõ cho anh em. Bộ này hình như em nhớ 99 đúng không? Phải 99 đây nè. Đắt nó 201 cái gì nè, 201. Ngày 17 tháng 4 năm 201, Mitsuba. Đó. Bộ này 850 nha anh em. Ừ. Cũng không có bể từ bể 500 như chân em bao anh em xài. Nói chung là em bao anh em lên lên alpha là lửa bao mạnh luôn. Ừ. Ác nổi cuộn lửa nó dây mềm xèo luôn nè anh em coi nè. Nè cuộn lửa dây mềm xèo luôn nè. Nó vậy đó. Bị trúng nước thì mình chịu luôn chứ sao giờ. A6 nè. Hình ngôi sao ba cánh nè anh em. Nó đúng lửa phu 1 theo xe luôn rồi. 1711 nha anh em. Ok. Bộ này 850 nha anh em, nhanh gọn lẹ. Rồi. Trời ơi làm gớt cái bogey luôn. Bogey game Thái này 150 ngàn cái. Cái chụp puri chứ không phải là bogey nha anh em. Thì này hàng này á, thì em giới thiệu với anh em sơ lược lại thôi, bữa hổm cũng có quay với anh em lần. Hàng này là em xin cam kết với anh em ở thị trường Việt Nam anh em kiếm không ra nha. Đó, nếu mà anh em mua được một cái nào gọi là hàng của Việt Nam mà hàng này nè. Hàng y như vậy nè. Một em đền 10 cho anh em. Đó. Hoàn toàn không có một chữ tiếng Việt nào ở đây nha anh em. Bugi này Bugi hàng nội địa Thái Lan nha. Bugi game Thái do công ty NGK sản xuất, hàng nội địa Thái Lan, made in Thái Lan ha. Đó, ok. Thì cái Bugi này cái hình thức á, từ trong cái lúc mà mình khui cái hộp ra đó. Từ cái lúc mà mình khui cái hộp ra đó là nó lẻ như nè, rồi về anh em mình tự ráp vô. Đó, thì cái này ráp có gì đâu khó. Thì cái nó bao gồm là hai cái đầu nhựa, một cái đầu chụp lớn này chụp trước vô cái bogey, chụp vô cái phần lớn nè. Còn cái chụp nhựa này thì chụp sau đít thôi. Chất lượng thì miễn bàn nha anh em. Nói chung là bao chụp vô rất là hít và bao anh em đi nước luôn rất là dẻo dai. Hàng này hàng nội địa Thái nha anh em. Đó. Một cái 150 ngàn, một hộp với là 150 ngàn, chụp puri rim Thái nha. Ở đây đóng là NGKD trừ tay đó, bao là cực kỳ mềm dẻo nha. Ừ. Anh em nào xài hú em nha. Nói chung là anh em gắn được cho tất cả các dòng quay rim luôn nha anh em. Quay rim cúp 67 phu gì là anh em gắn được hết luôn. Nói chung là gắn được hết tất cả các dòng xe số phổ thông. Đó. Xe tay ga thì anh em muốn gắn thì anh em cũng gắn được luôn. Đó. Còn về cái phần cái tẩu này nè. Cái tẩu này nè là em xin cam kết với anh em luôn. Cái tẩu này nó giống với rim lùng 125 Thái Lan là 100% luôn nha. Cái tẩu này nè. Nói chung là nguyên cái chụp puri này luôn, nó giống với rim lùng Thái Lan, nó 90% mà. Rim lùng 125 Thái Lan nó khác với cái puri này chỗ là cái này thôi. Rim lùng 125 Thái Lan là cái này màu đen nè. Còn cái này thì nó màu trắng, rồi vậy thôi. Còn anh em coi nè,
ký hiệu là y chang nhau, không khác gì chân. Ở trên này đóng NGK nè, thấy không? Ở bên này đóng chữ y chang luôn. Em từng bán mobil rim 125 có dính cái chụp rồi em biết. Đó. Ở dưới này đóng mắt in Thái Lan nè, khác gì đâu. Y chang nhau, khác gì đâu. Đó. Còn anh em coi cái chất liệu người ta làm cái tẩu nè. Đây. Anh em thấy cái sự khác biệt với cái đồng dẫn của Việt Nam mình với mấy cái chụp buri trên thị trường Việt Nam mình với hàng Thái của người ta không? Đặc biệt là hàng da băng luôn, cái chụp buri quay Thái 110, hàng sứ bịch mít in da băng luôn. Nó làm cái đồng dẫn nó cũng màu đồng đậm gì luôn nè. Cái chui này anh em coi nó bự chà bá luôn, cái dày nó đã màu đồng đậm luôn nè, thấy không? Còn chui Việt Nam mình trắng nhách. Nó bao anh em xài nha, cái 150.000 anh em nào mến thú em. Rồi. Thì nhiều anh em cứ hỏi em cái số điện thoại đâu, thì số điện thoại lúc nào ghi trên tiêu đề em cũng để cho, tại anh em không để ý á. Thì anh em có mua hàng anh em gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại 0865 890 158 nha. Thì bữa nay em có một lô là tổng cộng là coi cái lô này là 7 cục IC đẹp nè. Một cục IC tầm trung, cục này thì 550.000. Thì em đã nói rồi, IC quay 110 này bây giờ á là trên thị trường em nói với anh em đi mua ở đâu tất cả nơi nào cũng vậy, em bao anh em đi đó. Đó, đã nó đã có cái giá sàn hết rồi, anh em mua không thể nào được rẻ hơn. Đó, mắc hơn thì có, nói thẳng với anh em luôn, em bán đây là em bán IC quay 110 ở đây người ta bán mắc hơn em thì có, chứ không ai bán rẻ hơn em đâu, thiệt khẳng định với anh em luôn, trừ khi là hàng như thế nào thôi em không biết. Còn hàng đây là tất cả đều qua test cho anh em hết, cục ít chày đâu luôn nè, thấy không? Nhưng mà cái cục này cái chữ đích của nó không còn được đẹp nè, mờ rồi, thấy không? KFL nguyên dạng đẹp luôn nè, không gãy chấu trắng bóc nè, thấy không? Mấy cục IC quay 110 Thái này nè, anh em mua về thọt cái móng tay vô kiểm tra cái giắc giữa là cái giắc tắt máy nha. Để nó lung lay cái giắc tắt máy nó yếu, cái nữa anh em đạp nổ để không nổ đó nha anh em. Ý lộn. Anh em tắt máy không được. Đó. Đó. Gãy cái giắc tắt máy này nó ưa bị lắm. 10 cục là nó lâu lâu nó bị hoài à. Còn 7 cục này là hàng đẹp nè. Còn sạc quay 110 Thái nè, là một cục là cứ 120.000 bữa tới, sạc quay 110 Thái nha. Đó. Cái cục này nè. Cái chữ của nó, cái chữ KFL chữ nhỏ mà không biết đại ca nào lấy cái viết xó vẽ thành KFL chữ lớn luôn nè. Gặp mấy thánh bùa rồi. Đó, nhưng mà cục này hình thức nó rất là đẹp nha anh em. Anh em biết sao nó hơi ẩn vô đây không? Cái này không phải là bùa phép gì đâu nghe anh em nè, anh em coi nè, nó có cái dấu nè, thấy không? Em mới gỡ cái cái thùng của nó ra anh em, cái thùng IC nó ra nè, thùng zin nha. Anh em coi cục IC không biết chạy luôn nè, Sidergen nè. Thấy không? Những cục này là xứng đáng 600.000 nha anh em. Đó, mấy cục này là em bán 600.000 cục. Bao đẹp cho anh em luôn. Dắt đồ trắng phao. Đó. Cực kỳ là êm nha, lửa mạnh nha anh em. CE723T0.N, chữ nguyên zin nguyên đậm luôn nha. Cục này 600, cục thứ hai cũng vậy. KFL nè. Mấy cục này là em tuyển dắt trắng bóc cho anh em hết. Đó. Chữ nè. Đẹp luôn nha anh em. CE723T2.D nha, đời cao gì đó. Trời ơi, trời mấy ông, bởi vì nhiều khi mấy ông, em nói thật, nhiều ông bán IC em nghe mà em mắc cười. Cái gì T9.9 thì chạy dữ, rồi T0 chấm gì, nản lắm. Anh em coi nè, nè, mới gỡ cái thun ra luôn nè, chưa vệ sinh sạch nè anh em. Đó, mới gỡ cái thun mà IC ra luôn đó, thun theo xe của nó đó, nè. IC bóng dờn luôn nha anh em. Đó. Thì một cục IC đẹp như thế này là 600 cục nha anh em. Số 3 nè. Chắc chắn phao nè, thấy không anh em? Đó, những cục mà đẹp như thế này thì em tuyển ra rồi thì cứ 600.000 cục tính tới. Nếu không đẹp thì không ăn tiền nha. Đó. Bao đẹp. Số 4 nè. Cục này thì dính viết xó thôi, chứ mình mẩy của nó là em kiểm tra là em thấy không có chạy chùa gì hết trơn á, nó dính vào cái viết xó.
Anh em thấy không? Cục này cũng gì dắt trắng phao. Nói chung là toàn bộ cái lô mà em bán anh em 600 ngàn này tất cả đều qua kiểm tra dắt trắng phao hết nha anh em. Để ngày mai em rảnh em vệ sinh nó một cái coi. Hổm rày làm có rảnh đâu. Đó, 600 ngàn cục nha anh em. Này hàng whip không. Cái này anh em biết làm sao mà người ta nó ướt ướt trong này không? Người ta ủ nhớt vô quá anh em. Ủ nhớt vô cho đừng có bị ten dắt á, hoặc là đừng có bị mục cái dắt á. Đó. Em bao anh em là mấy cục này được tuyệt vời không, đẹp không? Cứ 600 em bữa tới bao sống bao xài một đổi một. Ừ. Gọi nghe anh em. Ok. Cứ 600 ngàn một cục nha anh em. Nè 9.D luôn nè. Rồi 600 anh em nào mến thú em riêng cái cục này giao anh em 550 thôi. Cục này nói chung chữ dưới này nó mờ quá mờ rồi anh em ơi, tính anh em 550 thôi. Đó, anh em nào mến thú em chào anh em nha. Rồi video tới đây xin kết thúc nha anh em.